Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Okay, now this one. Entirely, altogether, wholly, completely. Very short term is made up of 10 members. Một cách hoàn toàn, chung với nhau, cả đống luôn. Hoàn hảo, hoàn toàn á, thì cái đội nghiên cứu của họ đó thì nó thành lập được 10 người, khá như vậy. Rồi các anh chị chọn đi câu nào đúng. Dịch tiếng Việt khó quá đi. Entirely là cả. Yeah, câu thứ hai đúng. Okay. Câu thứ hai đúng. All together. Chung lại với nhau đó, cái đội của họ được thành lập 10 người. Tất cả được 10 người. Okay. Đó, dịch như vậy đó. Wholly là cả đống luôn. Wholly, completely, entirely. Ngày tiếng Mỹ dịch tiếng Việt không hay, thành ra tiếng Mỹ không biết. Câu này all together là đúng, ok. Chung lại tất cả với nhau, cái đội nghiên cứu của họ thành lập được 10 người, ok. Rồi, next one. Lizard looks the older, more older, more old, much older than she really is. Cô Lisa thì nhìn già hơn cái tuổi của cô ta. Đó, câu này dịch như vậy đó. Ok. Mình dùng chữ nào nè? Câu số 4. Ok, chúng mình nghĩ câu số 4 đúng. Tại sao? Giờ mình loại bỏ ra nha. Có chữ than là so sánh hơn. Đấy không? Là so sánh hơn. Right? Thì the older than. So sánh hơn không có dùng chữ the. Đó, ok anh chị, thường thường ít khi nào dùng chữ the. Có chữ the thì thường thường có cái danh từ phía sau. Không ai nói the older than mà người ta nói the oldest. Thấy không? Khá như vậy. Anh đã câu số 1 sai. More older. More đó. Mà còn chữ older nữa là double. Order là hơn rồi, more cũng là hơn luôn, phải không? Thường thường dùng chữ more cho những cái tỉnh từ dài. Dạ, cho những cái tỉnh từ dài, thành ra more order là sai. Còn more old cũng sai luôn, old là tỉnh từ ngắn, mình không có được dùng chữ more, mà mình sẽ dùng chữ order, right? Ok, thành ra câu số 1 sai, câu số 2 sai, câu số 3 cũng sai, thì câu số 4 đúng. Câu số 4 thì nó nhấn mạnh cái sự mà già hơn của cô ta. Hay dùng chữ much hay chữ too, thường thường để nhấn mạnh. Thường thường chữ much nè, chữ too nè, là để emphasize cái adjective, okay. Nhấn mạnh. So câu thứ 4 đúng, much older than she really is. Ok, next one. Cái này thường thường mình phải đọc nhiều, mình phải nghe nhiều thì mình mới có kinh nghiệm nhiều hơn. Mình sẽ làm đúng hơn, mình không có confused. Phải làm sao? Tại vì đó là cái cách người ta nói thường. Ok, mình nghe thường thì mình biết liền. If it is a bad thing to do, it cannot be done. Too soon, ever soon, enough soon, or much soon. Nếu mà cái việc này là, nếu mà cái điều này là tốt để làm, tốt nhất để làm, thì nó không có thể, nó không có thể xong, too soon là quá sớm, hay là nó không có thể xong, khó dịch quá đi, ok? Yeah, đây mình sẽ dùng là too soon, okay? Để nhấn mạnh, phải không các anh chị? Enough soon là đủ sớm,
Much là nhiều sớm. Thế chị thấy nó không có make sense. Ever soon là khi nào sớm gì đó. And that đúng nhất là chữ too soon. Không có thể xong quá sớm đâu, nhấn mạnh. Okay, next one. So to the this adjective. Thường thường use with the negative to mean not very. Dùng với cái phủ định á, có nghĩa là không có rất là sớm, không có rất, not very. This means not very. Okay, next one. Cái này nó hơi khó tại vì mình ít khi nào nghe hay là đọc cái chữ, đọc cái câu như vậy lần nào hết trơn. Con này nha. The opinions of the attendants proved far more valuable. A radio of more valuable, sight more valuable, or as much as valuable than we had expected. Những cái opinion là những cái ý kiến không của những cái người attendant là nhân viên á, thì chứng minh rằng nó có giá trị hơn là những cái điều mà chúng ta mong đợi mong muốn. Far more valuable, a great deal of more valuable. Không ai nói a great deal of more hết trơn á, okay. Không ai nói như vậy hết trơn á. So câu thứ hai, size of something, chứ không có chữ more valuable. Sight more valuable. Sight là cho thấy rằng nó có giá trị hơn. Câu thứ ba cũng không đúng. As much as valuable than. As much as là so sánh bằng. Ở đây mình so sánh hơn tại có chữ than. Thấy không? And now câu thứ tư sai luôn. Right? So câu thứ một đúng. Far more valuable. Ok, câu này nha. Câu này không được sai nha. Kevin plays badminton. Badly. Howard plays even badly. Worse. More badly or worsely. Yes. Câu thứ hai đúng. Ở đây là so sánh hơn, phải không? Nhưng mà cái tính từ này mình gọi nó là irregular adjective. Tính từ bất quy tắc. Cái gì mà nó nói chữ bất quy tắc, irregular đó. I mean irregularly. Cái gì mà nó nói bất quy tắc có nghĩa là mình phải viết khác hẳn luôn. Giống như động từ bất quy tắc vậy, động từ to go. Thì quá khứ với lại quá khứ phân từ phải viết khác hẳn luôn. Go and gone. Phải không? Thành ra ở đây cái tính từ bad. Phải không? Tính từ bad. Bad là xấu. Thì xấu hơn nó là sao? Là worse. Right? Worse. Xấu nhất là worst. Phải không? Yeah, worst. Xấu hơn là worst. Còn xấu nhất là worst. Đây mình so sánh hơn, phải không? Thành ra mình sẽ là chữ worst. Okay. So câu thứ hai đúng. Okay, next one. Okay, this one. Joseph, born in a rich family, has never had a more terrifying, most terrified and most terrifying day. Joseph thì sinh trưởng ở trong một cái gia đình giàu và cậu ta không bao giờ có một cái ngày kinh hoàng, không bao giờ có một cái ngày khủng khiếp kinh hoàng hay là một cái ngày đau khổ hay gì đó tại cậu ta giàu có. Okay, more terrified.
Ở đây mình đâu có so sánh hơn, phải không các anh chị? Mình đâu có so sánh hơn đâu. Phải không? Đâu có so sánh hơn cái ngòi này với cái ngòi kia đâu. Đồng ý không nào? Phải không? Cái này mình chỉ nói một cái câu kêu bằng khẳng định thôi. Ok? Giá đỡ chỉ mới cắt nghĩa mới biết là sai. Các anh chị phải biết trước. Ok? Các anh chị phải hiểu, hiểu. Không được đợi chữ mi cắt nghĩa rồi các anh chị nói ồ vậy là không phải. Vậy là dở rồi. Thường thường mình học mình phải hiểu mình mới biết là mình đang làm cái gì, phải không? Mình mới làm đúng. Thành ra đây không có so sánh hơn, thành ra câu thứ nhất sai, câu thứ ba sai luôn, phải không? Có hiểu không nào? Rồi thì chỉ còn câu thứ hai và câu thứ tư. Ok, has never had a most terrified hay là a most terrifying day. Bây giờ mình coi câu thứ ba và câu thứ tư. Ok, terrifying. Terrifying ở đây là cái terrified and terrifying. Các anh chị thấy cái terrify ed nó là adjective, đồng ý không nào? Phải không? Terrifying thì nó đóng hai vai trò. Một nó sẽ là một nó sẽ là gerund, phải không? Hai nó sẽ là adjective. Thấy không các anh chị? Một nó là gerund, là có thêm động từ có thêm ing. Thấy không? Và gerund ở đây nó sẽ là cái gì? Nó đóng vai trò làm danh từ. Nếu mà mình gọi nó là gerund thì nó sẽ đóng vai trò làm danh từ. Thành ra cái câu thứ tư đó, hai cái danh từ đi chung với nhau như vậy không có đúng. Ok. Nếu mà nó là gerund thì không đúng. Còn nếu nói nó là adjective, nếu nói nó là adjective hay là gọi là present participle thì động thì nó cũng có ing ở trong đó, phải không? Nhưng mà cái tính từ nó là participle thì nó sẽ là tính từ. Nhưng mà tính từ thì nó có hai cách để mình chọn cái tính từ. Một là nó diễn tả một cái hành động đang xảy ra. Thấy không? Hai đó là nó bổ nghĩa cho cái danh từ. Chị đồng ý không nào? Nói chung trở lại để Jimmy post ra cái câu này trở lại. Cái khó là đây các nghĩa làm sao cho các anh chị hiểu cái đó mới khó. Thứ nhất cái terrified, nó là danh từ hoặc nó sẽ là tính từ, phải không các anh chị? Nó là danh từ hoặc là nó sẽ là nó là động từ hoặc nó sẽ là danh từ. Mình phải hiểu cái từ của nó loại từ gì trước. Nó sẽ là danh từ hoặc nó sẽ là động từ. Terrifier. Ok, nếu mà nó là động, nếu nó là danh từ là terrifier, còn nếu là nó động từ là terrify. Mình chỉ hiểu hai cái này trước đi cái đã. Danh từ hoặc động từ. Rồi nếu nó là tính từ thì mình thêm cái chữ ing hay là ly. Phải không? Terrifying. Hay là nếu là tính từ thì mình thêm cái ing hoặc là mình thêm cái ed, phải không? Terrified, right? Rồi hiểu tới đây rồi phải không? Rồi bây giờ mình áp dụng vô cái câu nè. Ok, các anh chị hiểu cái terrified ở đây nó là loại từ gì trước cái đã? Nó là động từ hay là nó là tính từ? Answer me please. Nó không thể là động từ trong trường hợp này được. Tại mình đã có cái động từ to have rồi. Mình có cái động từ to have rồi. Phải không?
có, phải không, có động từ to have rồi. Thành terrify ở đây bắt buộc nó sẽ là tính từ. I mean danh từ. Không phải động từ thì nó là danh từ. Mà nếu mà danh từ đó mà nó có cái chữ ed hay là cái chữ ing thì nó sẽ trở thành tính từ. Phải không các anh chị? Tại vì nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ they ở phía sau. Anh chị hiểu tới đây rồi phải không? Thành ra bắt buộc ở đây nó sẽ là tính từ, tại vì nó có ed hoặc là nó có ing. Right? Thành ra chị, mình chỉ còn hai cái câu đúng là most terrified. Nó hơi khó hiểu, nó hơi khó nha các anh chị. Hay là most terrifying. Rồi mình coi câu nào đúng. Khi mà mình có cái ed hoặc mình có cái ing ở đây thì cả hai nếu đều là tính từ hết trơn. Right? Và tính từ nó bổ nghĩa cho cái danh từ they ở phía sau. Phải không? Mà cái terrifying, nếu mà nó là tính từ thì nó ở phải ở cái thể mà gọi là một nó là gerund. Cái terrifying đó, một nó là gerund, hai nó là present participle. Nếu mà nó là gerund thì nó đóng vai trò làm danh từ. Thì mình đang nói cái most terrifying đó, nó sẽ đóng vai trò làm danh từ. Thì nếu mà nó đóng vai trò làm danh từ ở trong câu, hai cái danh từ mà nó đi chung với nhau như vậy, nó không có happen. Okay. Cái này nó make sense, tại hai danh từ nó đi chung với nhau. Right? Thành ra cái terrifying ở đây sai. Okay? Không có khi nào hai danh từ mà có cái ing làm gerund rồi đi chung với cái danh từ ở phía sau. Không có ai nói như vậy hết trơn. Các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái terrifying đây là sai. Còn cái terrify with the ed là đúng. Tại làm sao? Tại vì nó là tính từ rõ ràng. Cái này mình không có nói nó là participle nha. Ok. Mình chào khung trời mây trắng. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nếu mà mình dùng cái ing cho cái participle là tính từ cũng được. Nhưng mà nếu mình dùng như vậy thì mình phải dịch nó là đang. Nó là đang, mình không thể nào dịch là đang được. Đó mà mình thành ra đại khái câu thứ tư sai luôn. Đó là cái cách the best I can explain. Ok, next one. Cái này nó hơi khó phải không các anh chị? Ok, câu này nha, câu này. Hồi tuần rồi mình đã làm bài tập về cái phần dễ rồi. Hôm nay mình phải qua cái phần khó chút đỉnh. Nancy is thought to be very much brilliant. I mean brilliant than, hay là very brilliant than, much brilliant is, much brilliant than his sister. Cô Nancy thì nghĩ là đẹp hơn em của cô ta, chị của cô ta là cái như vậy. Yeah, đây là so sánh hơn, phải không? Giữa hai người mà so sánh hơn. Thành ra cái pretty, cái pretty này thường thường nếu mà so sánh hơn thì mình sẽ đổi chữ y thành chữ i rồi mình thêm er. Tại vì những cái tính từ hoặc là những cái trạng từ mà cuối cùng bằng chữ y, mà nếu mà nó nhấn ở đầu, ở nhấn cái âm đầu thì mình thêm, mình đổi chữ y thành chữ i rồi thêm er. Đây là cái luật. Okay. Pretty, nhấn dừng đầu phải không? Pretty, mình đâu có nói là pretty. Right? Mình nói pretty. And ở đây mình phải bỏ chữ y thêm chữ i rồi thêm er, nghĩa là prettier mới đúng, phải không? Thành ra các anh chị thấy pretty câu thứ nhất sai, pretty câu thứ hai sai, pretty câu thứ ba sai luôn, phải không? Vậy thì câu thứ tư đúng. Okay.
Những cái tĩnh từ hay những cái trạng từ mà cuối cùng bằng chữ y mà nó được nhấn cái âm đầu thì mình đổi như vậy. Hay là câu thứ tư đúng. Cái này có trong bài học luôn nha các anh chị.